Mọi người miền Tây TV xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi xả lúa nha. Đây. Tới vụ xả nữa rồi cả nhà ơi. Đây. Quên, đẩy nắp lại cho anh đi. Đây cả nhà ơi. Xả máy nha. Hôm nay xạ cánh đồng 2.000 nha cả nhà. Đây. Giống xạ 20kg giống nha. Một giống rớt rất là đều luôn cả nhà ơi. Mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Cái này là xả là vô ba nha cả nhà. Đây. Cánh đồng 2.000. Kế bên là vườn sầu riêng nha cả nhà. Giờ này quá trời nắng luôn cả nhà ơi. Mấy anh này xạ lúa mướn nha. Đồng 2.000 nha cả nhà. Kia anh nữa. Tới đây tới miếng ruộng rồi, mẫu rồi, đất rồi, không có lại tới gần được nha cả nhà. Đây. Miếng này dẹt đường nước chưa xong mà chủ nhà kêu xạ luôn dẹt nước sao nha, chừa giống lại dặm nha. Đây cả nhà ơi. Cái bên đây người ta mới trồng cam sành nha cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà ơi. À, anh xã ăn công ăn nhiêu tiền anh? Anh xã ăn công ăn nhiêu tiền? Ăn công 50 hả? À. Rồi xong nghe cả nhà. Tiền xã ăn công 50, với thêm 10.000 nữa, 60. 60 phải không? Tính tiền quay phim luôn. Thì đó. Rồi giờ mình đi theo máy ánh vô nha cả nhà. Kế bên, đây rồi. Kế bên người ta đang chẹt hơn xa nữa nha cả nhà. Đây. Máy chẹt nha cả nhà. Xa rồi ảnh dẹt đường nước sao nha cả nhà. Đó, dẹt gì người ta chừa giống lại. Người ta dậm vô mấy cái lần dẹt đó nha. Đây. Chị chủ ruộng. Mình cũng xin kết thúc tại đây luôn cả nhà ơi. Và đừng quên cho mình một like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha.